비추고 Sữa chua là món ăn khoái khẩu của không ít người bởi loại thực phẩm này vừa giúp giảm cân lại làm đẹp da, tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng đã bao giờ bạn thấy băn khoăn khi bóc hộp sữa chua ra mà thấy có một lớp nước màu vàng nhạt phía trên chưa? Bạn cho rằng đó là do hộp sữa chua của mình bị hỏng ư? Và rồi bạn thẳng tay vứt đi chiếc hộp sữa chua của mình mà không nghĩ ngợi đến một phút. Thực ra đây là một hiện tượng bình thường có tên gọi là tách nước. Lớp nước này có tên tiếng Anh là whey, xảy ra khi các cấu trúc gel của sữa chua không thực sự ổn định. Hệ quả này có thể là do nhiệt độ của sữa khi trộn men và nhiệt độ ủ sữa hơi cao khiến cho khuẩn sữa lên men chưa thực sự chuẩn. Bên cạnh đó, việc di chuyển trong thời gian dài cùng địa hình xấu sẽ khiến hộp sữa chua lắc qua lắc lại, dễ dẫn tới hiện tượng tách nước. Tuy nhiên, hiện tượng này là hoàn toàn tự nhiên và bạn không cần quá lo lắng về nó. Bởi theo các chuyên gia, phần lớp nước tách ra ở hộp sữa chua này có chứa nhiều chất dinh dưỡng như sữa chua vậy. Đôi khi, nhiều nhà sản xuất còn sử dụng chính lớp nước tách ra này để chế tạo ra sữa chua hay phô mát. Mặc dù nhìn có vẻ không thật tự nhiên, nhưng bạn đừng nên bỏ phí lớp nước tách ra từ sữa chua này. Nếu bạn quá lo ngại về chất lượng và không muốn sử dụng phần nước đó, bạn có thể bỏ chúng đi. Nhưng lời khuyên của chuyên gia đó là bạn nên khuấy đều toàn bộ lớp nước và sữa chua lên và thưởng thức chúng như bình thường. Hoặc không, bạn có thể để hộp sữa chua vào ngăn mát tủ lạnh, sau đó lấy ra dùng như bình thường. Giống người hiện đại đã có mặt trên trái đất được khoảng 200.000 năm, vì thế không có gì ngạc nhiên khi cơ thể chúng ta đã tiến hóa khác hẳn so với tổ tiên ngày trước. Thế nhưng mới đây, theo như tạp chí khoa học và công nghệ BBC Focus của Anh, con người hiện đại vẫn còn một số dấu vết của quá khứ sau đây mà không hề mất đi hoàn toàn. Cái đuôi. Trước khi bạn chào đời, bạn đã có một cái đuôi. Dù vậy, nó chỉ tồn tại trong vòng 4 tuần và sẽ biến mất. Tất cả các loài động vật có vú đều phát triển đuôi khi còn là bào thai. Nhưng loài người thì sẽ mất đuôi của mình trước khi sinh ra, ngoại trừ một số trường hợp hiếm. Xương cụt nằm ở cuối xương sống chính là dấu vết còn sót lại của cái đuôi. Mí mắt thứ 3. Ở góc phía trong của đôi mắt ngay cạnh tuyến lệ, bạn sẽ thấy một nếp gấp nhỏ mà được coi như là tàn dư của mí mắt thứ 3. Ở nhiều loài bò sát, chim và một số động vật, mắt chúng có lớp màng mỏng trong suốt, có thể được kéo sang ngang phủ kính mắt để tăng độ ẩm, bảo vệ mắt và loại bỏ các bụi bẩn. Ở con người, mẫu thịt này có thể giúp nước mắt trôi đi nhanh chóng. Răng khôn. Hầu hết mọi người đều có thể nhận ra mình đang mọc răng khôn khi cảm thấy đau răng ở độ tuổi thanh thiếu niên và ngoài 20. Nhưng răng hàm bị thừa này có thể đã từng được tổ tiên chúng ta sử dụng, những người có bộ hàm to để nghiền nát rau củ quả tươi. Giờ đây những chiếc răng này hầu như vô dụng và việc nhổ răng khôn thậm chí còn là một trong số những loại phẫu thuật phổ biến nhất. Điểm Darwin. Điểm Darwin còn gọi là mấu Darwin, là phần sưng nhỏ ở phía trên bên trong tai của bạn. Có khoảng 25% dân số có bộ phận này. Kể từ khi nhà tự nhiên học Charles Darwin chỉ ra trong sách về lý thuyết tiến hóa của mình, cục u này đã được đặt tên ông. Vị trí của nó trùng với vị trí phần nhô lên trên tai của nhiều người anh em trong tự nhiên, là một bằng chứng về việc có chung tổ tiên giữa con người và động vật linh trưởng. Cơ rung tai. Nếu bạn đã từng nhìn thấy ai đó có thể rung tai chính mình, vậy thì chắc chắn những gì bạn đã thấy là những dấu vết sót lại của cơ tai. Mèo, chó và nhiều loại động vật khác sử dụng cơ tai để xoay tai sang các hướng, hỗ trợ việc nghe tốt hơn. Tổ tiên chúng ta đã đánh mất khả năng này và chỉ có một số người có thể sử dụng một chút phần cơ này thôi. Mũi thừa. Cơ quan mũi là mít, hay còn gọi là Jacobson's organ, là một cơ quan cảm nhận mùi quan trọng của nhiều loại động vật từ voi đến kỳ nhông. Một số các nghiên cứu chỉ ra rằng con người cũng có dấu vết của bộ phận này ở phía sau mũi, nhưng vì không có dây thần kinh nào kết nối nó với não bộ nên không thể có khả năng bộ phận này đóng vai trò gì đặc biệt cho khứu giác của chúng ta cả. Cơ thu móng.
Khoảng 85% dân số có một bộ phận gọi là palmaris longus, một cơ còn sót lại chạy từ khuỷu tay đến phần cuối của bàn tay. Ở một số loài linh trưởng, phần cơ này hỗ trợ việc leo trèo, trong khi ở mèo và vài loài ăn thịt khác, nó có nhiệm vụ thu gọn móng vuốt lại. Bạn có thể thử xem nếu mình có cơ này hay không bằng cách vặn cổ tay và chạm ngón út vào ngón cái. Nếu có, cơ này sẽ nổi lên. Phản xạ nắm tay của trẻ sơ sinh. Nếu như đặt một đồ vật vào lòng bàn tay của trẻ sơ sinh dưới 5 tháng tuổi, ngón tay của bé sẽ ngay lập tức co lại và nắm thật chặt. Phản ứng này được gọi là phản xạ nắm chặt tay, điều còn sót lại từ thời con người còn lông lá. Thuở sơ khai, khi những đứa con của giống người tổ tiên mới ra đời, chúng sẽ bám thật chặt vào lông trên cơ thể mẹ chúng. Da gà. Hiện tượng nổi da gà xảy ra khi chúng ta trở nên sợ hãi hoặc cảm lạnh nhờ vào một cơ rất nhỏ gọi là erythropili, cơ dựng lông. Chúng nằm quanh các nang lông trên da của chúng ta. Khi các cơ này co lại, lông của ta sẽ tự động dựng lên. Với chúng ta, hiện tượng nổi da gà không gây ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, với tổ tiên vượn người đầy lông lá, hiện tượng này sẽ làm cơ thể trông to lớn hơn khi bị đe dọa hoặc cung cấp thêm nhiệt lượng trong mùa lạnh giá nhờ việc giữ lại một tầng không khí bao quanh da. Cơ leo cành. Cơ plantaris thuộc gan bàn chân là loại cơ nhỏ, hầu như chẳng có vai trò gì với chúng ta, và cứ 10 người thì một người không có loại cơ này. Nằm ở phía sau đầu gối, cơ này liên kết với mắt cá chân bằng dây chằng, có nhiệm vụ giúp cho tổ tiên vượn người trở nên dẻo dai hơn, có thể dùng chân để nắm lấy cành cây hoặc nhặt nhạnh đồ vật. Con người chỉ mới sử dụng một phần của bộ não. Rất nhiều giả thuyết cho rằng con người mới sử dụng có 90% bộ não của mình. Những chức năng cơ bản nhất của não chiếm hơn 10%, trong đó phần não sâu và tiểu não kiểm soát phần chức năng của cơ thể để tự động hít thở và điều chỉnh cân bằng. 80% còn lại não sử dụng để phát các tín hiệu cảm xúc hay để suy nghĩ, phân tích dữ liệu thông tin đi vào. Thế 10% còn lại. Các nhà khoa học vẫn đang đặt nhiều giả luận cho rằng 10% là những năng lực siêu nhiên mà con người chưa thức tỉnh được. Đó là lý do vì sao có câu nói ai sử dụng 100% bộ não là siêu nhân. Rất có thể đây là câu trả lời cho những hiện tượng như déjà vu, nhìn thấy tương lai hoặc nhìn thấy ma của con người. Cơ thể sẽ ra sao nếu nuốt bã kẹo cao su? Hồi con bé, chúng ta thường được ba mẹ dặn là khi ăn kẹo cao su là phải nhả ra, bởi nếu nuốt bã kẹo sẽ khiến dạ dày bị dính và phải đi bác sĩ. Thế nhưng thực tế, bã kẹo cao su không gây dính dạ dày, ruột hay xương sườn. Khi nuốt bã kẹo cao su, hệ tiêu hóa sẽ tiết ra dịch tiêu hóa, phá vỡ các thành phần của kẹo. Tuy nhiên, phần khó xử lý nhất đó là cao su tổng hợp, vì enzyme tiêu hóa hay axit dạ dày không thể bẻ gãy nó. Phần bã còn lại sau đó sẽ đi qua hệ tiêu hóa mà không dính vào dạ dày cho đến khi rời khỏi cơ thể cùng với phân. Như vậy, cơ thể sẽ mất từ 2 đến 3 ngày để thải bã kẹo ra ngoài. Nhưng đừng vì vậy mà cứ nuốt bã kẹo nha, nếu nuốt quá nhiều, bạn phải đi bác sĩ đó. Có thực sự là tóc và móng tay tiếp tục dài ra sau khi chết? Các nhà khoa học đã chứng minh tóc và móng tay tiếp tục dài ra sau khi chúng ta chết là điều không thể. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có cảm giác tóc và móng tay của người chết dài ra nếu bạn có gan quan sát. Lý do giải thích hiện tượng này là ẩn dưới da vẫn còn một phần móng và tóc. Sau khi qua đời, cơ thể người sẽ khô dần và da co lại, để lộ ra những phần ẩn. Do đó, về mặt thị giác, chúng ta cứ nghĩ tóc và móng tay có thể mọc ra sau khi chết. Phụ nữ dễ cảm thấy lạnh nhanh hơn đàn ông. Phụ nữ thường muốn cơ thể mình trông thật săn chắc, thon gọn và luôn sợ những lớp mỡ thừa, trong khi đàn ông ít khi nào quan tâm tới việc đó. Chính vì vậy, đàn ông đa phần sẽ tích tụ mỡ nhiều hơn phụ nữ. Chính lớp mỡ này giúp cho cơ thể chúng ta giữ nhiệt và chịu được lạnh tốt hơn. Thêm vào đó, một nghiên cứu khoa học cho thấy rằng ngưỡng chịu lạnh của phụ nữ thấp hơn so với đàn ông. Ngoài ra, khi ở cùng một nhiệt độ, các mạch máu ở ngón tay phụ nữ co nhanh hơn của đàn ông và khiến cho bàn tay của họ trở nên trắng hơn. Tại sao chúng ta có vân tay? Nhiều chuyên gia cho rằng đó là để cải thiện độ bám. Nhưng một nghiên cứu của Anh từ một vài năm trở lại cho thấy một giả thuyết khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những đường vân của dấu vân tay thực chất làm cho chúng ta khó khăn hơn để giữ các vật có bề mặt phẳng
vì chúng làm giảm diện tích tiếp xúc của da. Thay vào đó, họ nghĩ rằng dấu vân tay của con người có thể giúp tay chúng ta khô nhanh hơn hoặc cho phép làn da của chúng ta căng một cách dễ dàng hơn, có thể bảo vệ nó khỏi bị hư hại và giúp ngăn ngừa mụn. Các nhà khoa học đã gợi ý các dấu vân tay có thể cải thiện cho chúng ta tăng xúc cảm. Tuy nhiên, có một điều chúng ta biết chắc chắn, không một ai có dấu vân tay giống nhau, kể cả sinh đôi. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the...